Một đoạn video ấn tượng do chính quyền thành phố Istanbul công bố cho thấy khoảnh khắc một bé trai sơ sinh được kéo ra khỏi đống đổ nát ở tỉnh biên giới Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Sáu ngày 10 tháng 2. Em bé được giải cứu 90 giờ sau trận động đất kinh hoàng. Các nhân viên y tế vội vã đến chăm sóc cậu bé Jagit Ulas, 10 ngày tuổi. Lực lượng cứu hộ cũng kéo được mẹ của Jagit ra ngoài. Cùng ngày, một cậu bé và mẹ cũng được giải cứu ở Diyarbakır sau 103 giờ mắc kẹt dưới đống đổ nát. Vào thời điểm mà hy vọng đang dần tắt, những sinh mạng được đội cứu hộ giành lại được từ tay tử thần mang tới niềm hạnh phúc vô bờ cho tất cả mọi người. Trước đó, hôm thứ Năm mùng 9 tháng 2, một đoạn phim do Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ công bố cho thấy lực lượng cứu hộ làm việc trong không gian chật hẹp trước khi kéo một em bé ra khỏi đống đổ nát ở Karamanmaras của Thổ Nhĩ Kỳ. Họ đã không giấu nổi niềm vui vỡ òa sau bao nỗ lực không ngừng nghỉ. Việc giải cứu một số người sống sót khỏi đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ đã nâng cao tinh thần của các đội tìm kiếm đang mệt mỏi khi hy vọng sẽ tìm thấy nhiều người sống sót hơn trong đống đổ nát của hàng nghìn tòa nhà bị sập ở các thị trấn và thành phố trên khắp khu vực đang mờ dần.